chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, đúng không giờ quay thử đó chính là 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Thì chúng ta sẽ ngồi trước màn ảnh nhỏ tại nhà cùng với gia đình của mình và đón xem một chương trình mà Minh Xù nghĩ rằng rất ý nghĩa, với nhiều thông điệp về an toàn giao thông hoàn toàn khác nhau, để chúng ta có thể có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, và đặc biệt hơn hết là giúp cho mọi người sẽ luôn luôn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời tới đây tiếp tục những người chơi hoàn toàn mới. Họ sẽ phải chinh phục 4 vòng thi đấu. Vòng thứ nhất là vòng khởi động, thứ hai hợp sức, thứ ba vượt chướng ngại vật. 3 vòng thi đấu này, nếu như đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn và mang về giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ những điều thú vị nhất và những câu chuyện về an toàn giao thông ngày hôm nay cùng với hai đội chơi. Xin được giới thiệu hai khách mời đặc biệt của chương trình, ca sĩ Quang Hùng Master D cùng với diễn viên người mẫu Tôn Kinh Lâm. Xin mời. Chào em gái, trời ơi dễ thương, giới thiệu Hùng xong cái dẫn luôn bạn gái đi theo hả em hả? Hay sao? À, em bé bẽn lẽn. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau làm quen với hai đội chơi nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tôn Kinh Lâm, năm nay mình 25 tuổi, công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Ủa, khoan, đi xin việc hay gì mà giới thiệu tuổi luôn, xong giới thiệu số đo 3 vòng luôn. Thôi, không tập trung, chứ nhà MC không tập trung được anh ạ. À. Trời vậy, anh rất là bình tĩnh luôn á, còn em? À, xin chào anh Minh, cũng như là chương trình, em tên là Trọng, em là sinh viên. Yeah. Trọng là tự trọng hay là như thế nào Trọng? Trọng là đức cao vọng trọng. À, chức cao vọng trọng nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đến với chương trình này, mình có trang bị những cái kiến thức, những cái kỹ năng về an toàn giao thông hay không? Em trang bị sơ sơ, em dành ra một tuần lễ để em học, em ôn thôi. Sơ sơ là một tuần nha, chứ Tôn Kinh Lâm đâu dành ngày nào ra học đó. Đúng không em? Anh nói chỉ có chuẩn. Thôi quay qua bên đây thử xem là trai xinh gái đẹp nữa. Giới thiệu một tí xíu về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả nhé, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Lê Trung Nguyên, hiện em đang làm mẫu ảnh và mẫu sàn tự do. Không biết là em có hay tham gia game show không? Dạ cũng có. Dạ, những cái game show khác mình tham gia nó có khác gì với cái game show lần này không? Dạ, những game show trước là về tình yêu thôi, còn game show lần này là về giao thông. Dạ, vậy mà là đi với một chàng trai đẹp trai như Quang Hùng ở đây, em thấy sao? Trời, mỗi lần gái bẽn lẽn cái dáng tóc à? À, là ngại đó em. À, thấy ngại. Bây giờ thấy Quang Hùng dán tóc là thấy mệt nè. Mời Quang Hùng, bạn có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người, mình là tên Quang Hùng Master D và hiện tại mình đang là ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, Minh Xù cũng có nghe một vài ca khúc của bạn ở trên mạng xã hội. Các bạn trẻ thì yêu thích bạn rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay, cái lý do gì mà bạn muốn tham gia chương trình về an toàn giao thông và đặc biệt là cùng với những người bạn trẻ ngày hôm nay? Tại vì em muốn tham gia chương trình là để có kinh nghiệm nhiều hơn. Tại vì em đi ra ngoài đường nhiều khi bị công an bắt nhiều lắm. Vậy hả? Có bao nhiêu lần rồi? Kể nghe chơi coi nè. Đến một hên dạ, rồi. Dạ nhiều quá đúng không ạ? Nhưng mà cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất để chúng ta có thể nhớ cái kỷ niệm đó, không bao giờ lặp lại cái vi phạm của mình ở trong tương lai? Cách đây vài năm trước, cái lúc mà em còn ở quê ấy, thì lúc đấy em chưa có bằng đâu. Mà lúc đấy thì em đang đói bụng lắm, tầm 9 giờ tối ấy, thì lúc đấy em lên xin bố là bố cho con mượn chìa khóa đi đây một tí. Dạ. Thì con về thì đi mới xíu thì công an tóm về đồn. Nhưng mà bạn có nghĩ là mình sẽ chiến thắng hay không? Em nghĩ là thắng đấy. Quyết tâm lên chứ đúng. Hôm nay mặc đồ cũng màu vàng vàng với nhau. Ê, không, em... trùng hợp anh ạ, trùng hợp. Trùng hợp. Nhưng mà thường là màu vàng trong đèn giao thông là đèn đi chậm em nha. À, thế nào? Đèn xanh nó mới đỏ được. Là dừng luôn nha. Chết rồi, đỏ là dừng luôn. Bên đây là chậm chậm, bên đây dừng luôn hả? Ờ đất ơi. Thôi thì như này, anh nghĩ là chúng ta sẽ có một cuộc giao lưu nhẹ như vậy thôi để làm quen với đối thủ của mình. Thế bây giờ mình nghĩ ra cái tên đội nha. Đội của mình tên gì? Nếu như mà chương trình về tên là Về Nhà Đi Ăn thì đội của em tên là Vâng Anh Về Liền. Hợp lý luôn, rất là dễ thương, có gì trả lời với chương trình đúng không? Rồi, đội của mình tên gì ạ? Còn nếu mà cái tên Về Nhà Đi Ăn thì em nghĩ là tên của em là Về Nhà Đi Em. Về Nhà Đi Em. Em ơi, ảnh hỏi kìa, em có đồng ý không? Dạ không. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Hùng ơi, em phải làm sao chứ bây giờ mà mới đầu chương trình mà bé nó không chịu em rồi. Em hãy sử dụng những cái chiến thuật riêng của bản thân mình nào. Hôm nay khó khăn cho Hùng đó nha. Vừa phải chinh phục số tiền thưởng của chương trình, vừa phải chinh phục cô gái này nữa để làm sao cùng với nhau vượt qua những thử thách. Thôi,
Chúc các bạn sẽ làm quen với nhau thông qua những vòng thi đấu ngày hôm nay. Mời hai đội về vị trí của mình. Quý vị thân mến, hai đội chơi đã có cái tên rồi, đó chính là Về Nhà Đi Em cùng với Vâng Anh Về Liền. Hy vọng rằng là họ sẽ có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng 1 Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. À, không biết là Lâm, em thấy về những biển báo giao thông này có thách đố em không? Cũng có thể thách đố anh à. Cũng có thể thôi hả? Lâm là một người có kinh nghiệm lái xe ô tô rồi. Dạ, có bằng lái rồi. Thì phải đi học rồi. Đi thi rồi. Hôm nay trả bài nè. Tự tin bao nhiêu phần trăm nè? 80%. 50%. 80%. 80%. Rất tự tin. Còn đồng đội của bạn Trọng? Nếu anh Lâm 80% thì em bù thêm 20 nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà hai người thi khác nhau nha. Em có 20 là em tèo nha. Cộng thêm 6-70 nữa đi em nha. Cố lên ha. Còn đội bên đây không biết là các bạn có bằng lái chưa? Dạ em chưa. Theo như câu chuyện của Hùng kể lúc đầu là vài năm về trước thì Hùng chưa. Thế bây giờ là Hùng có chưa? Ừ thì đã có, nhưng có như không mà. Là không có lái xe? Không có, nhưng mà ý là có. Không có là có việc có hay không? Có nhưng mà ra ngoài đường công an vẫn bắt. Tại vì mình phạm quy. Thì đấy là thì đấy. Rồi ok thôi không sao. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần biết được những biển báo giao thông và trả lời hoàn toàn chính xác thôi. Nhấn chuông là quan trọng nhất. Bởi vì là đội bên cạnh mà biết, nhấn chuông trước cái mình cũng biết nhưng nhấn chuông sau thì mất lượt nha. Rồi bây giờ Minh Sù sẽ được mời hai đội chơi. Chúng ta sẽ cử thành viên đầu tiên ra thi đấu. Nguyên, mạnh mẽ lên nào. Lần này em có muốn thi trước không? Em thi trước. Em thi trước đúng không? Còn đội Minh? Em thi trước luôn. Rồi, Trọng sẽ thi đấu đối kháng cùng với Nguyên. Lượt đầu tiên, xin mời. Rồi, tự tin chưa? Hai bạn thân mến, chúng ta thử chuông. Mời Nguyên. Ê. Bên kia đã bấm trước rồi thì bên này sẽ không bấm được. Mời Nguyên bấm. Chính xác, chuông đã kêu và mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi lượt thi đấu của Trọng và Nguyên. Biển báo đầu tiên, bắt đầu. Sao em hơi rụt rè khúc này vậy Nguyên? Tại em nhường. Em nhường. Mời Trọng. Dễ gì biết. Biển báo đường cấm. Hay quá em ơi. Biển báo đầu tiên là biển báo đường cấm, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Một điểm đầu tiên thuộc về Trọng. Và bây giờ sẽ là biển báo số 2. Trọng vẫn nhấn chuông trước. Cấm đậu xe ngày lễ. Đó hả? Ngày lễ, còn những ngày khác nghỉ, không cấm. Đúng không? Đáp án hoàn toàn chưa chính xác. Bây giờ là tới lượt của em. Thưa anh là biển báo cấm đậu xe ngày lễ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Em ơi, ngày lễ chứ mà ngày lễ nha. Lễ thì đâu có liên quan tới ngày lễ. Đây là biển báo cấm đổ xe vào ngày lễ. Và một điểm đầu tiên thuộc về Nguyên. Hai đội đang ngang bằng với nhau, 1-1. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Trọng. Cấm nữa. Cấm cái gì nữa? Cấm xe lưu thông 2 chiều hả? Cấm xe lưu thông 2 chiều. Chốt chưa? Chắc chốt đi. Chốt đi, chưa chính xác nha. Ừ. Mời Nguyên. Cấm xe chiều hẹp à? Cấm xe chiều hẹp à? Chốt không? Chốt. Chốt. Sai. Chưa chính xác. Và đây mới là đáp án chính xác của chương trình. Biển báo nhường đường cho xe cơ giới qua đường hẹp. Nó không có liên quan gì tới cái gợi ý của biển báo cả. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào mà thường xuyên sử dụng phương tiện là xe ô tô trở lên thì chúng ta chắc chắn sẽ biết cái biển báo này ở trên đường. Và một điểm này thuộc về chương trình. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Trọng. Cấm cái gì đó trong cái phạm vi lộ giới 3 mét gì đó. Cấm cái gì đó trong phạm vi lộ giới 3 mét. Cái gì đó nó dài quá cho nên là chưa chính xác. Mời em. Thưa anh là hạn chế chiều ngang 3 mét. Hạn chế chiều ngang 3 mét chính xác, chúc mừng. Tự hào về em. Đây, biển báo hạn chế chiều ngang 3 mét. Nó hạn chế chiều ngang của xe.
đó là nếu như mà quá 3 mét thì nó sẽ gây dễ gây nguy hiểm. Cho nên là các bạn khi mà gặp cái biển báo này, giống như là cái chiều cao này giới hạn chiều ngang, thì có những biển báo giới hạn chiều cao dành cho cái khu vực mà nó có cái thanh xà ngang chắn gầm qua cầu. Đúng rồi, gầm cầu chẳng hạn, nó không cho cái xe tải quá cao chạy qua chẳng hạn, thì đây là chiều ngang. Biển báo tiếp theo, xin mời. Mời Trọng. Báo hiệu chú ý phía trước được quẹo về bên trái. Chú ý phía trước phải quẹo về bên trái. Không ai chú ý mà phía trước quẹo về bên trái chưa, nó chưa chính xác. Mời Nguyên. Thưa anh là bô cua sang trái. Thưa anh là bô cua sang trái. Chưa chính xác luôn, rất tiếc. Xin mời biển báo chính thức của chương trình. Biển báo hướng đi vòng sang trái. Đấy, cho nên gặp biển báo này là chúng ta phải đi vòng sang trái chứ không được đi sang phải nha. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Mời Trọng. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Lại là chú ý. Chú ý. Có xe đạp hả? Xe đạp. Xe ngựa. Xe ngựa. Gọi chung là gì? Biển báo đường dành cho xe thô sơ. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em, một điểm dành cho mình. Wow, chờ em phân tích mà anh hơi sốt ruột luôn á. Thiệt. Bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Xin mời Nguyên, đây là biển báo gì? Thưa anh là biển này là có mũi tên đi thẳng. Đó. Sẽ dành cho đường dành cho đi thẳng. Đường dành cho xe đi thẳng. Vâng. Em có tự tin không? Có. Có. Bao nhiêu? Trăm. Trăm. Bé tiết kiệm như sợ luôn á. Hỏi gì trả lời đó. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo chỉ được đi thẳng, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là một biển báo thử thách hơn nha, dành cho hai tụi em, xin mời. Mời Nguyên. Hiên ngang mà trả lời em. Đây là biển báo có núi phía trước. Đây là biển báo có núi phía trước. Và đáp án của chương trình thì chưa trùng khớp. Mời Trọng. Em phát hiện thêm một điều nữa. Đúng là có núi, nhưng mà núi ở bên phải. Đây là biển báo vách núi nguy hiểm nằm bên tay phải. Chính xác, chúc mừng. Biển báo vách núi nguy hiểm ở bên phải à, có nghĩa là những cái tuyến đường ở bên này nè, làn đường bên này đúng không? Thì cái vách núi bên phải này nè, nó sẽ dành cho những cái khu vực đó để báo hiệu là ở bên tay phải sẽ có vách núi nguy hiểm, dễ sạt lở nha. Một điểm thuộc về Trọng. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Nhấn chuông trước, mời Trọng. Chú ý phía trước có gờ giảm tốc. Chính xác. Tôi quay qua đây tôi thấy là nhắc nhắc nha. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Phải là cái gờ giảm tốc hoặc là cái gồ giảm tốc là cái ngôn ngữ chuyên ngành trong an toàn giao thông. Đây là biển báo đường có gồ giảm tốc. Chúng ta còn lại một biển báo cuối cùng, xin mời. Lại là Trọng. Hôm nay Trọng tham gia không có tự trọng với bạn nữ. Bấm quá chị bấm, không nhường cho con bé bấm một cái gì hết. Mời em. Dạ làm. Chú ý phía trước hết đường hai chiều. Chú ý phía trước hết đường hai chiều. Đây là một đáp án chưa chính xác. Phải nói đúng tên cái này thì anh mới cho điểm được. Mời Nguyên. Dạ thưa anh, biển báo này là em thấy là nó có hai đường, hai chiều hai bên. Dạ hai chiều, có cái cục ở giữa. Em nghĩ là cái đường này là đường hết đường đôi. Hết đường đôi. Vâng. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Biển báo hết đường đôi à, nó sẽ có một cái biển báo là cái cục này nè, cái gờ này nó sẽ nằm ở trên đây, là nó sẽ báo hiệu phía trước có đường đôi, nhưng mà nó nằm ở dưới đây để chỉ lên đây, có nghĩa là hết đường đôi. Đó. Nó có rất là nhiều cái cách để nhận diện biển báo hoàn toàn khác nhau. Tất cả quý vị khán giả, nếu như những ai là fan trung thành của chương trình này sẽ đoán được ngay biển báo này là gì, đúng không ạ? Và đây, chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm nhé. 4 điểm thuộc về bạn Trọng. Và 4 điểm thuộc về Nguyên luôn, chúc mừng. Giỏi đó, ngang tài ngang sức đó. Nhưng mà không biết là hai nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay ngồi coi cảm giác như thế nào. Tôi muốn hỏi dữ lắm. Sao? Master D. Em tự hào về em. Tự hào lắm, tại vì lúc nãy thấy mà tự ti nhưng mà trả lời được 4 câu là nhiều lắm rồi. Dạ. Em nghĩ là không trả lời được câu nào. Em nghĩ là không trả lời được câu nào. Em nghĩ là không trả lời được câu nào. Buồn nào hơn đêm nay. Nếu mà là em hồi nãy em trả lời được đúng mấy câu?
Chắc là... Không, thật sự luôn á, đúng mấy con? Em nghĩ là chắc em trả lời hai câu quá. Hai câu đúng hai không? Câu. Rất là khó, còn Lâm thì sao? Thật. Em cảm thấy rất là tự hào với đồng đội của em bởi vì là đã làm đúng chiến thuật của em. Không biết cũng bấm lia lịa cho em. Được. Đó, chiến thuật của mình là như thế. Cứ bấm giành quyền trước rồi phân tích sau. Mà rất may mắn được đúng 4 câu. Và bây giờ xin mời hai bạn sẽ về vị trí bên kia để chúng ta tham gia thi đấu lượt 2. Xin mời, đổi lượt. Và bây giờ Tôn Kinh Long cùng với Quang Hùng Master D, các bạn sẽ phải tập trung, bình tĩnh, tự tin nhá. Thôi thử chuông trước cho lấy cái lực tay. À, có chuông, mời Lâm, có chuông. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, xin mời biển báo ở lượt thứ 2, bắt đầu. Tôn Kinh Long, mời em. Dạ, em xin phép trả lời là biển báo cấm đổ xe vào ngày chẵn. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Hồi nãy số có một cái ngày lẻ đúng không? Là rút kinh nghiệm cho Lâm, đợt này là đây chính là ngày chẵn. Và bây giờ sẽ là biển báo thứ 2. Mời Quang Hùng. Dạ, xin phép trả lời là đây là biển báo cấm người đi bộ. Cấm người đi bộ, hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Quá dễ luôn. Lượt đầu tiên, một điều. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Quang Hùng. Em xin phép trả lời là cầu cấm ạ. Cầu cấm. Dạ. Cầu cấm là cấm luôn cây cầu, không cho đi qua cây cầu luôn, đúng không? Hay sao? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, chưa chính xác. Mời Tôn Kinh Long. Đây là biển báo cầu tạm. Biển báo cầu tạm, chính xác, chúc mừng. Vì sao Lâm nghĩ là cầu tạm? Cái cầu nó còn bị thô sơ quá cho nên là cầu đó tạm thời xây lên để di chuyển. Chính xác là như vậy. Đối với những khu vực đang xây cầu thì cái cầu này là cây cầu tạm thời mà thôi, cho nên là nó chưa hoàn toàn chắc chắn để chúng ta có thể tải một cái trọng lượng nặng qua cầu. Rất là lưu ý dành cho những cái khu vực nào có những cái cây cầu tạm như thế này nhé. Chúng ta cứ tuần tự lưu thông thôi. Và một điểm nữa dành cho Tôn Kinh Lâm. Tiếp tục biển báo tiếp theo. Mời Tôn Kinh Lâm. Hai phương tiện giao thông giao nhau. Và câu trả lời chưa chính xác. Mời Hùng, có bổ sung gì không em? Giao nhau là đúng rồi, nhưng giao nhau như thế nào? Em nhìn thì em thấy giống chiếc máy bay. Chiếc máy bay hả? Ôi cũng hợp lý đấy nhở. Đoạn đường dành cho máy bay hay là máy bay chuẩn bị đáp xuống? Sao em? Em xin trả lời là đoạn đường giao nhau trên đường cao tốc. Giao nhau trên đường cao tốc, đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Thật sự ra nó có cái sự ưu tiên ở trong này. Dạ, nhưng mà cảnh báo, cho nên đây là biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Lâm là nhớ mang máng ở trong đầu rồi đúng không? Nhưng bỏ quên qua không ưu tiên ở trong cái đoạn đường này. Rồi, tiếp tục nào, xin mời. Mời Tông Kinh Long. Em sẽ phải trả lời là đây là biển báo phía trước có tàu hỏa, không có rào chắn. Phía trước có tàu hỏa không có rào chắn cũng đồng nghĩa với việc rằng là đường sắt không có rào chắn. Chính xác, chúc mừng. Cho mình dùng hỏi là tại sao Lâm lại có cái đáp án của mình là như thế này? Tại vì ở Đà Nẵng thì nó sẽ có cái biển báo này rất là nhiều. Yeah. Tại vì Đà Nẵng trên đoạn đường thì em nhớ là có 3 cái đường ray tàu hỏa thì cũng có cái biển báo như vậy. Chính và xác. Em đứng chờ riết rồi. Dạ. Yeah. Quen luôn rồi. Hợp lý. Đây là kinh nghiệm ở khu vực mà mình ở đúng không ạ? Biển báo chính xác là biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Một điểm nữa dành cho Tôn Kinh Lâm. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời Lâm, một lần nữa. Dạ, phải chép trả lời là đây là biển báo chú ý phía trước có cột đèn giao thông. Hết hồn, tôi có cột đèn không? Cái đèn chỗ nào cũng có em ạ. Biển báo chú ý ở phía trước có đèn giao thông. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Đối thủ nặng ký quá. Chính xác, rất nặng ký. Biển báo giao nhau với tín hiệu đèn. Hoặc là có thể nói dễ hiểu hơn, theo như lời của Tôn Kinh Lâm, báo hiệu là ở phía trước sẽ có đèn giao thông, đúng không ạ? Và đối thủ mạnh thì chúng ta phải nhanh tay nhấn chuông, đúng không? Biển báo tiếp theo, xin mời. Rồi, đây là tủ của mình nè Hùng. Đúng rồi, tủ của em, nhưng mà em xin phép trả lời là đây là biển báo phía trước có đoạn đường gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông. Chưa chính xác. Mời lượt trả lời của Quang Hùng. Mà lúc nãy em nói sao em quên mất tiêu à? Mà lúc nãy em nói sao em quên mất tiêu à? Mà lúc nãy em nói sao em quên mất tiêu à? Trời đất ơi, đáng nhớ.
Em nhớ là cái gì mà trời mưa đây này. Trời mưa thì đường sao? À, trời mưa thì đường trơn. Đây là biển báo gì? Chúng ta trả lời đây là biển báo đường trơn ạ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự ra nãy Lâm phân tích thì nó cũng đúng, nhưng mà nó nguy hiểm là nguy hiểm cái gì? Anh rất muốn là chi tiết. Tại vì cái biển báo này cái hình nó hơi khác. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thôi, mình đã bỏ qua một điểm rồi, thuộc về Quang Hùng. Chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Mời Hùng. Màu xanh là chỉ dẫn. Xe này là xe gì? À, xe cứu thương ạ. Hả? Nó có cái chữ thập đâu mà cứu thương. Đáp án của Hùng là gì? Nhường đường cho xe tải ạ. Nhường đường cho xe tải. Đây là một đáp án hơi rụt rè, nhưng cũng không chính xác. Chia buồn với Hùng. Mời Lâm. Em sẽ phép trả lời là đây là biển báo dành cho làn đường cho ô tô khách và xe bus di chuyển. Hợp lý, hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Và đây là biển báo đường có làn đường dành cho ô tô khách. Rồi, tiếp nè, biển báo tiếp theo thế nào? Mời Lâm. Em xin phép trả lời đây là biển báo phía trước có trạm sửa xe. Trạm sửa xe, hoặc nói chung là trạm sửa chữa, chúc mừng. Hoàn toàn chính xác. Ở đâu mà Lâm nghĩ ra cái trạm sửa xe? Cây búa. Cây hả? Cây búa? Cái cọc đóng mà hình cây búa. Dạ. Yeah. Thường thường biển báo mà hình vuông màu xanh như thế này thì sẽ báo hiệu là phía trước nó có một cái trạm gì đó. Và đây là trạm sửa chữa. Chúc mừng. Chúng ta chỉ còn một biển báo mà thôi. Rất dễ. Hai chàng trai chỉ cần nhấn chuông nhanh là trả lời được. 3, 2, 1, bức hình. Mời Quang Hùng. Em xin phép trả lời là đường cao tốc ạ. Chính xác, chúc mừng. Quá hay. Một điểm nữa dành cho Quang Hùng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc lại lượt chơi của Tôn Kinh Lâm cùng với Quang Hùng Master D ngày hôm nay. Và điểm số hiện nay như sau. Quang Hùng, em có 3 điểm, chúc mừng. Và Tôn Kinh Lâm, em có 6 điểm. Dạ, bởi vì là có một câu hai em đều không trả lời được, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tổng kết số điểm nhé, sau khi thành viên còn lại của bạn về vị trí. Xin mời. Quý vị thân mến, họ đã về vị trí rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố số điểm nhé. Điểm tổng của đội Vâng Anh Về Liền, đó chính là 10 điểm, chúc mừng. Rất tròn trịa và xinh đẹp. Còn đội Về Nhà Đi Em, các bạn có được 7 điểm. Dạ, cũng rất là xuất sắc ngày hôm nay. Phải nói là 10 với 7 thì chênh lệch nhau chỉ có 3 điểm thôi. Cho nên các bạn đừng nản chí nhé. Hãy cùng với hai đội chơi tăng tốc ở vòng thi đấu tiếp theo được mang tên Hợp Sức. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Hai đội chơi đã sẵn sàng và bây giờ một lần nữa xin mời hai đội thử chuông. Có chuông. Có chuông. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi bức sa hình đầu tiên, xin mời. Đây là một chiếc xe tải. Đây là một chiếc container. Có hai cái container. Và đặc biệt hơn hết là có một cái cầu thang nhỏ ở đây nữa. Không biết là nó có móc, có kéo gì hay không. Để xem câu hỏi chính thức của chương trình là gì. Xe kéo nhau như trong bức hình này có vi phạm quy tắc giao thông hay không? Hết. Mời Tôn Kinh Lâm. Em sẽ phải trả lời là có. Vì sao? Bởi vì xe tải dùng rơ móc kéo một phương tiện khác đi di chuyển trên đường là đã là sai rồi. Đây là một hành vi bị cấm. Cho nên đáp án xe kéo móc nhau như trong bức hình này là vi phạm. 2 điểm dành cho đội của Tôn Kinh Lâm. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta dường như là khởi động thấy cái gì thì nói cái đó trong lượt này, đúng không ạ? Xin mời bức hình thứ hai. Cái này thì khó hơn. Mitsu gợi ý cho các bạn nha. Chiếc xe màu tím ở đây là xe tải, xe màu xanh ở đây là xe khách và đây là tưởng tượng xe của mình. Chúng ta đang ngồi ở vị trí bánh lái nha. Rồi, có 3 hướng khác nhau, có biển báo, có đèn giao thông. Câu hỏi chính thức là
Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Tôn Kinh Lâm. Em xin phép trả lời là người lái xe sẽ rẽ trái. Ông xe tải đi trước và xe ô tô sẽ đi sau và cuối cùng là xe buýt. Xe tải đi trước, sau đó tới xe của chúng ta, rồi mới tới xe khách cuối cùng, đúng không ạ? Đáp án của chương trình là chưa chính xác. Mời đội còn lại. Thưa anh, là xe màu tím sẽ đi trước, xong tới xe buýt, xong rồi tới xe mình. Có nghĩa xe của mình phải nhường cho hai xe kia đi trước rồi mới được rẽ trái. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Thế nhưng sự giải thích của tụi em thì chưa có hợp lý lắm. Theo như trong bức hình này bọn em thấy nhá, nó có một cái biển báo là đây là tuyến đường ưu tiên. Cho nên khi mà xe tải này nó đang ở khu vực phía giữa ngã tư rồi thì phải để cho xe tải di chuyển tiếp luôn. Tiếp đó là chúng ta sẽ phải để cho xe bus di chuyển thẳng ở phía trước. Và cuối cùng chúng ta mới được rẽ trái, là xe của mình là xe cuối cùng nhá. Nhưng mà không sao, tụi em vẫn lựa chọn được cái phương án xe nào đi trước, xe nào đi sau và cuối cùng là xe của mình. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bọn em 2 điểm như rồi của mình. Và bây giờ sẽ là bức xe hình tiếp theo. Mời các bạn xem kỹ. Lại một lần nữa có 2 chiếc xe. Xe ô tô của mình, xe mô tô phía trước và một biển báo. Câu hỏi chính thức là bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước hay không? Hết. Mời Tôn Kinh Lâm. Em sẽ trả lời là không được phép vượt xe mô tô phía trước. Vì sao? Vì có làn đường đi bộ cho nên là không được phép vượt qua xe máy. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Vì các nơi giao nhau, đường có người đi bộ cắt ngang thì không được phép vượt. Cho nên trong bức hình này, xe của chúng ta là xe ô tô, không được phép vượt qua xe mô tô phía trước. 2 điểm dành cho đội của Tôn Kinh Lâm. Và bây giờ sẽ là bức xe hình tiếp theo. Ây chà, lâu lắm rồi tôi mới thấy có chiếc xe đạp xuất hiện nha. 4 loại phương tiện, 3 hướng đi, 1 biển báo. Xin mời các bạn lắng nghe câu hỏi. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Hết. Mời Tôn Kinh Lâm. Em xin phép trả lời là có cái bảng dành cho xe thô sơ. Cho nên là mình không thể nào mà mình đi thẳng được, xe đạp là đi thẳng. Tiếp theo là xe container sẽ đi thẳng và mình sẽ cuối cùng là mình rẽ phải. Đó là câu trả lời của Tôn Kinh Lâm và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn, 2 điểm nữa thuộc về đội của Tôn Kinh Lâm. Và xin được nhắc lại, nhấn mạnh một lần nữa thôi, có cái biển báo màu xanh dành cho xe thô sơ cho nên là xe đạp được quyền đi thẳng về phía trước. Và sau đó chúng ta thấy là xe container nó cũng đi thẳng về cái hướng của nó luôn và đang di chuyển, cho nên là để cho container đi tiếp và cuối cùng là xe của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi chỉ còn một bức xe hình cuối cùng nữa mà thôi để thách đố 2 đội chơi. Xin mời. Quá nhiều phương tiện giao thông và 4 biển báo. Câu hỏi là trong bức xe hình này những xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Nguyên. Dạ thưa anh, là xe E và xe D. Vì sao xe ô tô lại sai? Cái biển như này là xe dành cho xe 2 bánh mà xe 4 bánh là đi vô. Còn cái này là xe dành cho xe khách mà xe này là đi vô. Cho nên là hai xe này sai á. Câu trả lời của Nguyên thay mặt cho đội của mình, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đấu hợp sức ở đây. Có vẻ như là mỗi đội sẽ có một nhân vật trả lời thật là giỏi, đúng không ạ? Và số điểm của vòng này dành cho hai đội là đội Vân Anh Về Liền. Các bạn được 6 điểm trong vòng này, cộng với 10 là 16 điểm. Chúc mừng. Về Nhà Đi Em, các bạn được 4 điểm trong vòng này, cộng với 7 điểm ở vòng trước, các bạn có 11 điểm. Yeah, vỗ tay ăn mừng chứ hả? Đừng buồn, tại vì chúng ta vẫn còn một vòng thi đấu nữa. Rất có nhiều cơ hội lội ngược dòng. Chúc hai đội sẽ vượt qua một cách xuất sắc nhất. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng thi đấu thứ 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh ngày hôm nay. Và không còn nhiều thời gian nữa dành cho hai đội chơi. Chỉ còn một vòng thi đấu cuối cùng nữa mà thôi, mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3 Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Hai đội chơi thân mến,
Đây, các bạn thấy là trên sân khấu có rất là nhiều đạo cụ hoàn toàn khác nhau. Ở phía này là cả một thùng bành với nhiều màu sắc nha. Và đặc biệt hơn hết, chúng tôi có hai chiếc vòng rất là quen thuộc đối với các chị em phụ nữ ở nhà. Muốn có một vòng eo thật là chắc chắn, giảm mỡ thì chúng ta hay lắc vòng đúng không ạ? Nhưng lần này mỗi bạn sẽ cầm một chiếc vòng. Sau đó các bạn làm sao để giữ được quả banh thăng bằng cùng với nhau. Các bạn hãy dùng lực tay của mình giữ thăng bằng cho hai cái vòng nhấc được quả banh lên đi. Nhưng hiện nay Minh Xù đang mang giày của mình bình thường không ạ? Mời Tôn Kinh Lâm ra sân khấu ạ. Đó, các bạn thấy Tôn Kinh Lâm đang mang cho mình một chiếc chân vịt và không có dễ thương và đáng yêu như thế này đâu. Sẽ tạo điểm khó, mời Lâm cầm một vòng nhé. Anh Minh Xù sẽ cầm một vòng ở bên này. Hai bạn cùng mang chân vịt và phải cùng giữ thăng bằng cho quả banh di chuyển từ vạch xuất phát qua rào chắn đầu tiên. Rồi, nếu như rớt các bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Cho nên phải thực sự thận trọng đi tiếp nào. Chúng ta sẽ qua chướng ngại vật. Qua chướng ngại vật đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ qua chướng ngại vật thứ hai. Và cúi người sát xuống lòng, đúng rồi. Sau đó tới Minh Xù sẽ tiếp tục qua. Và cuối cùng chúng ta sẽ đưa banh vào rổ. 1, 2, 3, vào rổ. Yeah, thắng rồi. Vậy là chúng ta được một quả banh. Nếu như đội nào trong vòng 1 phút 30 giây có số lượng banh về rổ nhiều hơn, đội đó sẽ có 10 điểm trong vòng thi đấu này. Thật sự đối với những trò chơi của chương trình đó, nó đều luôn luôn có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau dành cho tất cả chúng ta khi tham gia và an toàn giao thông. Thứ nhất, trong trò chơi này Minh Xù nghĩ rằng cần phải có sự bình tĩnh nha, khéo léo nha, kết hợp giữa hai người phải hỗ trợ qua lại cho nhau. Nếu như một người lái xe thì người ở đằng sau hoặc là ngồi ở bên cạnh cũng phải quan sát để có thể giúp cho đồng đội của mình là bác tài đó sẽ an toàn nhất cho cái việc lái xe trên đường. Và ngày hôm nay chúc các bạn sẽ chiến thắng. Rồi, mỗi đội chọn ra một người để quánh tù xì đi ạ. Xác định đội nào thi trước. Rồi, cho hai bạn trẻ nha. 1, 2, 3, 2, 3. Đội thắng được quyền quyết định, mời Nguyên. Em dạ, thi trước. Thi trước luôn, mời các bạn ra đây ạ. Sẵn sàng chưa nào? Dạ, sẵn sàng ạ. Sẵn sàng. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Rớt rồi, làm lại từ đầu, rớt rồi. Giữ chặt tay cả hai bạn luôn. Đúng rồi. Qua bên, lùi về phía Hùng. Rồi, vượt chướng ngại vật đầu tiên. Tiếp theo, cố gắng lên nào. Chúng ta được 1/3 chặng đường rồi. Giữ chặt, đừng để rớt uổng lắm. Đừng để rớt uổng lắm. Giữ chặt, chặt hai chiếc vòng lại. Tiếp, tiếp chặt lại. Bây giờ Hùng cứ thấp xuống, đúng rồi. Sau đó rồi, tới Nguyên sau. Nguyên ơi, cố lên, đừng, cố lên, bà, về đích thôi, về đích thôi, về đích thôi. Chúc mừng, nhanh. 40 giây. Hợp lý. Càng nhỏ càng tốt, di chuyển càng nhanh càng tốt. Có kinh nghiệm rồi, đi nào. Hay quá, hay quá em ơi, đúng rồi. 25 giây. Mỗi từng người cúi xuống trước, từng người cúi xuống trước. Đừng để rớt uổng, đừng để rớt, về đích luôn. 3 đấy. Khi mà các bạn trở về vị trí xuất phát thì thời gian cũng sẽ dừng lại. Hết giờ. Số điểm của hai bạn trẻ này đó chính là 2 quả banh. Mà Minh Xù thấy là các bạn không để rớt quả banh nào cả, cho nên là rất là khéo léo. Để xem đội của Tôn Kinh Lâm cùng với bạn Trọng như thế nào nhé. Xin mời. Các bạn thấy hiện nay thì Lâm cùng với Trọng cũng đã sẵn sàng rồi tại vạch xuất phát. Thời gian chỉ cần bắt đầu thì hai bạn ấy sẽ di chuyển. 3, 2, 1, đi. Chặt lại, đừng để rớt. Rồi làm lại từ đầu đi. Cân bằng, cân bằng. Cố lên, cố lên. Giữ chặt ở phía dưới. Đúng rồi. Rồi, lại đi, lại đi. Go lên.
cẩn thận. Rồi, rớt rồi. Về nhá. Chúng ta còn 40 giây. Ủng hộ nào. Rồi, rớt luôn. Có đổi bên không? Đổi bên không? Rồi, ok, vô. Đổi lên nào, ráng trái lấy danh dự cái nè. Uống, đừng để rớt uống. Đừng để rớt uống. Uống Lâm ơi. Vô rồi, yeah. Rồi, thôi. Hiện nay mọi người thấy trên màn hình còn 5 giây trôi qua. 3, 2, 1, hết giờ. Thôi, mời các bạn về vị trí nào. Vỗ tay cái nè. Cảm ơn sự cố gắng của hai đội chơi. Ngày hôm nay thật sự phải nói là với những thử thách của chương trình, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng mà số lượng như thế nào mới là vấn đề, đúng không ạ? Và chắc chắn mọi người cũng đã biết, một quả banh về rổ bên đây, hai quả banh về rổ. Vậy là 10 điểm thuộc về đội Về Nhà DM. Tổng số điểm của các bạn mang về cho đội mình đó chính là 21 điểm, đúng không ạ? Chúc mừng. 11 cộng 10 là 21. À, đội của mình tuy là có nhiều điểm ở vòng 2 nhưng mà vòng này mình không có chiến thắng. Mình đành phải ra về thôi và chúc cho đội bên này sẽ chiến thắng ở vòng cuối, đúng không? Không biết các bạn có muốn nói điều gì với bản thân mình ngày hôm nay, với chương trình và với đội chơi. Xin mời. À, sau khi trải qua vòng thi thứ 3 thì em nhận ra một điều là trong tất cả các tình huống thì chúng ta nên cẩn thận là cái thứ nhất, cái thứ hai từ từ và thứ ba là phải khéo léo và hiểu ý đồng đội, và cũng có thể áp dụng trong giao thông. Chính xác là như vậy. Còn em thì sao Trọng? Dạ, với em thì qua cái vòng chơi thể lực vừa rồi á thì em thấy nó cũng giống như là cuộc sống mình vậy á. Đi mà không có tương tác trên đường rồi phải hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt nữa là phải biết chú ý những cái chướng ngại vật phải thật là kỹ để cho tránh bị tai nạn và cũng như là vi phạm pháp luật. Yeah. Thì em thấy là bữa nay em học được rất là nhiều luôn. Anh nghĩ là nếu mà chúng ta đi cùng một xe ha, cũng nên là hỗ trợ nhau, chứ đi hai xe mà hỗ trợ nhau thì cũng hơi kỳ, đúng không ạ? Mà ngày hôm nay với cái việc mà chưa may mắn, các bạn có muốn truyền lại tất cả những cái lời chúc cho đội chiến thắng ở vòng này hay không? Không mong gì hơn, mong là các bạn hãy cứ từ từ. Cái thứ hai là phải phân tích cho rõ và mong là may mắn sẽ đến với đội Về Nhà DM. Dạ. Xin được cảm ơn đội chơi. Vâng, anh về liền. Dạ, chuẩn bị mình về liền đây ạ. Còn bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy chờ đợi xem đội Về Nhà DM của chúng ta sẽ như thế nào trong vòng thi đấu cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Thân mến, Minh Xù cùng với đội chơi chiến thắng ở vòng 3 đã quay trở lại với chúng ta trong chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và vòng cuối cùng của chúng ta vẫn mang tên Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Không biết là bọn em có hồi hộp không và có mong muốn là mình bốc thăm vào gói câu hỏi nào? Dạ, theo em thì em muốn là bốc vào câu hỏi trắc nghiệm hơn ạ. Câu hỏi trắc nghiệm vì hồi nhỏ mình có thể đánh lụi được, đúng không? Chứ tự luận thì... Dạ, A, B, C, D, nhưng chương trình này thì lại giới hạn cho bọn em luôn, chỉ có A hoặc B thôi. Nếu như bốc thăm phải câu hỏi trắc nghiệm thì một là A, hai là B, rất đơn giản thôi. Còn Nguyên thì sao? Dạ, em muốn tự luận trước, câu khó cho trước. Chết rồi, câu khó hết thì sao ta? Đùa thôi, sẽ có câu khó và câu dễ. Không biết là các bạn sẽ bốc thăm vào câu hỏi như thế nào nhé. Xin mời. Một trong hai cái thôi. Một là tự luận, hai là trắc nghiệm. Tự luận, trắc nghiệm. Rồi, chúc mừng bọn em. Đó là gì ạ? Tự luận. Câu hỏi tự luận. Các của nào coi như là bị tủ đè. Thôi không sao cả. Tự luận thì theo bản thân anh thì chỉ cần lắng nghe câu hỏi thật là kỹ, đưa ra phán đoán thật là nhanh thì chúng ta có thể ghi về nhiều điểm số. Và bây giờ quý vị thân mến, hãy cùng với đội chơi Về Nhà Đi Em mang về giá trị tiền thưởng như thế nào. Hãy nhìn vào màn hình LED nào. Hồ mi. Chiếc xe đã to lên rồi. Chúng ta sẽ có nhiều cột mốc tiền thưởng nha. Và bây giờ thời gian cho gói câu hỏi tự luận là 3 phút
Bọn em sẽ cùng nghe câu hỏi và trả lời. Sẵn sàng nhé. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Người điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên phải sẽ bị phạt bao nhiêu? Có hay không? Dạ có. Có bị phạt bao nhiêu? Có bị phạt chưa chính xác. Để bảo quản thời gian cho em luôn. Câu hỏi số 2. Vậy người điều khiển xe máy không gắn gương chiếu hậu bên tay trái sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Có phạt đó bao nhiêu? Em sẽ trả lời 500 nghìn ạ. 500 nghìn chưa chính xác, 100 tới 200. Câu hỏi số 3 như sau. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Xe không chính chủ là hành vi không làm ... sang tên xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế. Từ còn thiếu là gì? Khi không làm gì đăng thì ký. Chúng ta không thể đăng ký à? Đăng ký chính xác. Mà chính xác hơn là thủ tục đăng ký. Câu hỏi tiếp theo như sau. Lỗi xe không chính chủ hay còn gọi là hành vi không đăng ký sang tên xe sẽ bị phạt ở mức bao nhiêu đối với xe mô tô và các loại xe tương tự? Từ 1 đến 1 triệu ạ. Chưa chính xác. 400 tới 600. Trong khu dân cư ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy được phép quay đầu xe? Trong khu dân cư ở nơi nào? Không biết bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua để bảo toàn thời gian. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau như thế nào? Không qua, bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào? Khi muốn quẹo ạ. Chưa chính xác, trước khi thay đổi làn đường. Câu hỏi tiếp theo, hãy kể tên hai bài hát có chứa phương tiện giao thông. Taxi. Taxi 1. Xe đạp của Thùy Chi. Xe đạp của Thùy Chi, chính xác. Câu hỏi tiếp theo, theo luật giao thông hiện hành thì biển báo cấm rẽ trái sẽ cấm ô tô rẽ trái đồng thời cấm quay đầu xe hay biển báo chỉ cấm rẽ trái mà thôi? Chỉ cấm rẽ trái. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, tuổi tối đa của nam giới lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E là bao nhiêu tuổi? À, dạ, 22 tuổi ạ. Chưa chính xác, là 55 tuổi đối với nam. Dạ. Tối đa mà em. À tối đa thôi. Chứ bây giờ mà tối đa mà có 22 tuổi sao được? Đã hết 10 câu hỏi ngày hôm nay rồi. Và số tiền hiện tại các bạn đang dừng lại ở cột mốc là 6 triệu đồng. Chúc mừng. Có vẻ là hơi hồi hộp. Cho nên là chúng ta có những cái câu hỏi nó quá dễ nhưng mà mình chưa trả lời được. Và ngày hôm nay, đội chơi của chúng ta tuy là còn rất trẻ nhưng mà các bạn đã chiến thắng ở vòng 3 rồi đúng không? Là quá là may mắn và còn chiến thắng luôn 6 triệu đồng nữa. Bạn muốn nói điều gì với chương trình Quang Hùng? Dạ, khi mà em tham gia chương trình này thì em mong rằng là sau này em đi xe em sẽ không bị vi phạm luật giao thông nữa. Thôi đi, em hy vọng cái gì, em phải lái xe cho nó an toàn mà không phạm quy, đúng không? Thật ra có nhiều lúc em đi mà em không biết tại sao mình bị bắt luôn ạ. Dạ. Dạ vâng. Cho nên thôi cẩn thận em nhé. Dạ vâng, đúng ạ. Nếu mà đi một mình bị phạt, thôi đi với một người nữa đi, mai mốt đi với Nguyên. Biết rồi được Nguyên sẽ biết luật giao thông hơn rồi Nguyên chỉ em, phải không? Với lại cái thứ hai nữa là mắt em bị cận ấy ạ. Nên khi ra đường nhiều khi mình nhìn biển báo không rõ. Dạ. Nên em sẽ rút kinh nghiệm sau này em đi ra đường sẽ mang kính cận vào nữa. Đồng ý, cảm ơn em. Còn Nguyên thì sao? Dạ thưa anh, là khi đến với chương trình thì em có nhiều hiểu biết hơn, rồi em sẽ có cái vốn kiến thức để em thi bằng lái ạ. Chính xác, có động lực đúng không? Mời hai em ra sân khấu nào. Để nhận thưởng ngày hôm nay thì cũng phải ra về có lộ phí đường xa đúng không ạ? Để về nhà cho an toàn nhá. 6 triệu đồng cho đội chơi chiến thắng ngày hôm nay. Hùng, thôi thôi mình đại diện đi cho bạn trẻ ngày hôm nay là Nguyên tham gia cùng với mình, là một ca nhạc sĩ trẻ. Thế không biết là bạn có muốn nói một câu slogan, thông điệp, một điều gì đó đến với tất cả những người bạn trẻ giống như mình không? Em tham gia chương trình này thì em có suy nghĩ một câu slogan đó của em là đó là đi thong thả, đỡ vất vả. Hợp lý nha. Thôi cứ thong thả thôi, cứ vội vã làm gì. Còn bản thân Minh Xù thì tham gia chương trình này rất là nhiều tập rồi. Và tuần này Minh Xù muốn nói với tất cả mọi người, thôi thì đây là đại diện cho giới trẻ, Minh Xù sẽ đại diện cho tầng lớp của những người bạn lớn tuổi hơn, hoặc là các anh chị, các cô chú. Văn hóa giao thông của người lớn sẽ là bài học cho trẻ nhỏ. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta, cho dù ở độ tuổi nào khi tham gia giao thông, hãy an toàn quý vị nhé. Còn ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải khép lại chương trình ở đây. Đừng quên mở TV vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 để theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền Thông Bi thực hiện. Còn bây giờ Minh Xù xin chào và hẹn gặp lại.